Chiều nay em ăn cơm với cá nóng con chua cơm mẻ, cái món này là món ruột của em. Thì sẵn bữa nay có bà chị bà tốt bụng bà cho được con cá nè, bà cho thiệt nha. Thì con cá này gan cá chạch lấu mình rất là dài, em cũng không biết tên cá này cá gì nữa, mọi người biết thì cho em xin một cái comment. Thì nước giờ nước đã sôi rồi thì em cá thì em khứa khúc khúc ra, em sẽ cho vô mình bắt lên lửa thì cá nó săn lại. Sau khúc sau này em sẽ cho cơm mẻ vô, cơm mẻ thì có người ăn được có người không biết ăn nha, mình cho nửa chén thôi, mình cho nhiều quá rất là chua, mình dạo dạo lại thì cái nước nó đục ra, mình nước cho cơm á vậy là được. Mình sẽ lấy ra mình bắt tiếp một hồi thì nước đã sôi lên á, rồi sau đó mình sẽ cho bắp chuối vô. Bữa nay em ăn bằng bắp chuối mình cho vô rồi á thì em sẽ tắt bếp để mình nấu một hồi, nó bắp chuối nó gục ăn có ngon đâu. Mình chờ lấy cái giá mình nhặn nhặn bắp chuối xuống cho nó mau chín một chút, sau đó mình sẽ nêm đường bột ngọt. Em hôm nay em nêm muỗng đường với miếng bột ngọt thì em sẽ cho nước mắm vô. Thì canh chua em khoái nêm nước mắm lắm, thì tùy theo khẩu vị người, có người nêm muối nữa nha. Thì em nêm nước mắm vô rồi á, mình sẽ cho rau thơm rồi vô nè, cho trái ớt rồi vô. Canh chua mà không có rau thơm với ớt rồi cũng như cờ như không có gió vậy nghe mọi người. Rồi ở đây cái người cũng qua ăn còn á, giờ em sẽ đem ra kho quẹt với miếng nước mắm vô cho mặn mặn. Kho quẹt rồi á thì giờ em sẽ chọn cái bàn nha. Thì bữa cơm chiều đâm bạc nha, canh chua cá gì em cũng không biết luôn nha, với cá ngừ kho quẹt. Rồi em sẽ nay sẽ chấm bằng muối ớt. Mời mọi người ăn cơm chiều của em với em nha. Thì cá này lần đầu tiên em ăn cũng cũng thấy nó rất là ngon nha mọi người. Có ai ăn rồi nhớ comment cho em biết cái đây. Thì bữa nay em nấu một bắp chuối, công nhận bắp chuối nó mềm rất là ngon luôn, ăn rất là đã luôn. Bữa nay em ăn được mấy chén cơm luôn nha. Thấy em ăn vậy đó chứ mọi người thấy có thèm không? Thì bữa cơm chiều này ăn thì em cũng không biết nói gì nha mọi người. Thì em có nói gì sơ sức mong mọi người cả nhà mình thông cảm bỏ qua nha. Còn cá ngừ này em kho nè, em chế nước mắm mặn mặn ăn cực kỳ ngon luôn. Thôi em xin kết thúc video đây, thương em nhớ cho em cái comment thả tim nha. Bye bye, chào tạm biệt.